Giới thiệu các bạn con máy động cơ Lifan 150. Côn tự động các bạn nhé. Máy Lifan làm mát bằng không khí. Côn tự động. Đấy. Trục dài nhé các bạn. Mua máy này về để làm xe hay làm xe ba bánh thì đều rất là ok. Trục này dài này. Trục to, trục dài. Để cho các bạn làm cắm số lùi vào thì rất là thoải mái. Không sợ hỏng. Không sợ bị tét đầu trục răng. Đây. Trọng lượng của máy không chưa bao gồm cần là 22 kg, 22,3 kg này. Cái này thì trong cái cân thì có thể có sai số một chút. Đấy. Nhìn rất là chất nhá. Đây. Đầu bò này. Thương hiệu luôn này, máy Lifan này. Đấy, cái này là máy bên nội địa Trung Quốc nhá, Lifan hàng nội địa nhá. Đây bên này nó ghi rõ chữ Lifan luôn này này. Đấy. Đấy các bạn mới nhìn là từng con ốc và các cái linh kiện của nó rất là sắc nét. Hàng Lifan này, hàng Longjin này. Ở bên Trung Quốc nó đều là những cái hàng thương hiệu lớn. Cái này các bạn chế xe 3 bánh hay 4 bánh thì đều được nhé. Đấy. Đây, thì các cái ốc treo máy của nó thì mình đo cho các bạn để các bạn tự về đánh giá xem là cái treo máy này nó có vừa với các loại xe của các bạn không nhé. Như cái kích thước mình đang đo này là nó khoảng 15 cm, cái ốc treo máy đo từ đây lên đây là nó khoảng 15 cm. Đấy, để cho các bạn là về tự đo vào xe của mình và xem nó có vừa hay không. Thực ra thì cái ốc treo máy này thì về bạn nào có tay nghề cơ khí thì đều treo được hết thôi, đơn giản.